cái cụm máy nè, dây điện zin của nó ha. Rồi zin luôn, cò bóp dây. Cái gì của nó luôn, nói chung là zin hết, nó bị mất cái chụp rồi. Tản nhiệt. Thang đây. Thang đây. Còn mới nha. Còn lại. Mà chúng ta chính hãng luôn. Trong này nó còn ta to ha. Keo khăn rồi còn nguyên. Nó tình trạng vậy. Anh em về làm gì làm.